con ở phương xa đến đây thì con xin mạn phép quay phim để cho người Việt Nam xem ở trong đây. Thì phía trước là hai vị sư tử thì con sẽ bước vào nha. Thì bây giờ Quang đã mới đi xong, mà khi đến ngôi mộ của Đức Vua và Hoàng hậu thì bây giờ chúng ta lại trở về cái cũ và chúng ta đi, tiếp tục. Nãy mình đi cửa Nam, cửa Bắc, mình sẽ đi cửa hướng này coi. À, cửa bên đây là cửa Đông, à cửa Tây, cửa Đông bên đây. Dạ. Bữa nay buổi chiều nó buồn buồn sao á. Giống như là mình tới một cái nơi mà nó còn một cái thành nó giống sự, như hăng phế, sự tàn phá của thời gian đó. Nó làm cho mình đau lòng, xưa cái khung cảnh của buồn theo hay ha. Ví dụ mình thử tưởng tượng giờ cách đây 26 thế kỷ 2600 năm thì chuyện ở đây là một cái thành rất là lớn, nó đang là nhộn nhịp, nguy nga lộng lẫy, cảnh là nguy nga lộng lẫy của cảnh vua chúa, đúng không? Đi đây là coi chừng sư lụm được kho báu nha. Mỏ vàng năm xưa còn sót lại thì thường những cái kinh thành đều có hết. Mà ở đây không có đâu, ở đây không dám đâu. Từ ở đây á, buổi chiều ở đây á, thấy nó thường là sư đến đây, cái lượng khách nó đến đây nhiều vậy không sư, hay là như thế nào sư? Không, cái mùa này thì nó vắng, chứ mùa du lịch thì đi đông lắm, đông. Dạ. Và nơi đây cũng là một trong những điểm đến rất là nhiều của cái du khách Việt Nam. Nơi khởi nguồn của, dạ, của khởi nguồn, tất cả bắt đầu đều bắt đầu từ đây. Dạ. Con đi nhìn xa xa đằng kia hình như đó có một cái cây và treo rất là nhiều lá cờ của bên mặt tông. Thì không biết là như thế nào, phía trước mặt mình đây. Và đây cho mọi người xem thử nha. Là phía trước mặt của chúng ta là đây, mình nhìn thấy không? Trước mặt của chúng ta là treo rất nhiều lá cờ mặt tông. Thì cũng có thể đó là một cái miếu hoặc là cái gì đó đó. Bây giờ Quang sẽ tiến thẳng vào đó. Đây nè, hiệu của những cái thánh tích mình đã chưa thay quật hết. Ngạch còn nè, còn nhiều lắm á. Nhưng mà nó chưa thay quật. Có thể là vài năm sau nữa thì họ sẽ khai quật lên. Đây là một cây, con nghĩ cái này gì găng hả sư? Xoài, ok. Mango. Mấy cây này là cái tuổi to vậy là tuổi thọ trên 100 năm hết. Dạ. Ồ, hình như đây có một cái miếu, đúng rồi. Mình sẽ lại đây mình xem luôn nha. À, có rất là nhiều voi nha. Rất là nhiều voi. Thiên đu hả? Ok, mình vô luôn hả sư ha, mình vô mình xem thử. Này, đi phía ngoài chúng ta thấy rất là nhiều voi. Này, ở trong cái thành. Đây, có rất là nhiều voi nha. Bạn đã tiến thẳng vào đây. Bạn thấy đây là voi nè. Rất là nhiều cái tượng voi. Voi trắng nè. Rất là nhiều. Đây rất là nhiều tượng voi. Đây rất là nhiều tượng voi. Hàng trăm tượng voi này, đây. Voi màu đen hết nha. Hàng trăm tượng voi tại nơi đây, rất là nhiều, mọi người thấy không? Shiva. Durga ji ka mandir. Durga ji ka mandir. Đây là ngôi chùa của thần Durga. Durga là thần của Chật Luang, của Luang, hả? Mặt Luang. Durga là thần Durga. Đại diện cho Durga, thần phụ nữ Durga luôn nắm là sư tử. Dạ. Vâng. Đây là đền thờ của thần Rupa. Rupa hay là cái gì quan không rành. Durga thì thường là có những vị sư tử ở đây. Quan thấy ở trong rất là người đi tìm quyền bí mà. Tới đây thì quan xin phép quan đi vào luôn nha. Được không? Ở đây khi mà bước vào thì nó khá là âm u và tĩnh mịch, và trên đây là một cái gốc cây. Thì do người đi tìm quyền bí mà đã đến đây thì đã vô để cho mọi người tham khảo luôn. Trước đây là phía trước là Durga thì phía trước là hai vị sư tử, thì Quang sẽ bước vào nha. Wow. Ok. Người xem đây ha. Đây là tất cả những cái đạo của họ, và họ cúng trên đây. Đây là hình tượng ha, con cho người thấy ha, đây là thờ voi nè.
đây là trong đây. Thì con xin kính lễ, nếu mà con ở phương xa đến đây thì con xin mạn phép quay phim để cho người Việt Nam xem ở trong đây. Thì nó khá là âm u, và đây là góc đạo của người khác. Thần phu Kali. À, đây là Kali. Vì thằng Kali rất là linh thiêng nha. Đây Kali và những cái gươm của thằng Kali cầm nè. Nếu mà mọi người không có thầy và Phi sẽ ở ngoài, quan sẽ vô đây. Tại vì đây một vị tu ở bên đây. Mày thấy không? Rồi. Này là Kali nè, vị Kali nè. Rất là trừ gian diệt ác, là chặt đó. Đây đây là thằng voi nè. Thì bây giờ quan xin phép con đi ra. Ở đây là quan kính lễ. Rồi, nếu mà có duyên con về đây để con quay phim cho tất cả người Việt Nam có thể xem, thì bây giờ con đi ra nha. Rồi, ok. Ở cái đất nước Ấn Độ này thì rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều cái sự huyền bí. Đến đây đâu chúng ta cũng gặp cái điều huyền bí hết. Thì đây là một trong những cái nơi huyền bí trong cái thành vua Kapilavastu. Thì đây muốn cho mọi người xem là một cái nơi gọi là thờ một cái trụ. Đó. Cũng có thể là linh ga. Đây, cái trụ đá tại đây. Một cái cây rất là to trong thành nha. Đây. Một cái giáo của thằng Kali nè, nó cắm xuống như vậy. Thì Quang không biết như thế nào, tại vì Quang sẽ chia sẻ, có sao Quang chia sẻ như vậy thôi. Đây, một cái miếu in sâu vô trong cái thân của cái cây, mọi người thấy không? Đó, và đây là rất là nhiều voi, thì Quang xin phép Quang đi nha. Rồi bạn sẽ tiếp tục hành trình nha. Rồi đến một chỗ này cũng rất là thích, từ nãy giờ vẫn nghía tới đó nè. Rất là đẹp luôn khu vực này. Sau khi chúng ta đến đây, chúng ta xem những cái cảnh một cái ngôi miếu nhỏ của người địa phương. Tức là thường ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, thường có những cái miếu ngay căn gốc cây to sư đều có một cái miếu. Thì bây giờ chúng ta đi đến một cái gốc cây cũng khá là to mà ta đã sụp đổ rồi. Và đây là một trong những cái thành mà con nghĩ thấy rõ ràng nhất trong cái khu vực này luôn. Đây phía trước, người quay phía trước người xem nè. Đó, mọi người xem không? Đó là một trong những cái thành mà con thấy rõ ràng nhất, mà hiện lên luôn đó sư, là to nhất khu vực này là cái đây. À, có thể là đây là cái cung diện kiến đức vua chẳng hạn. Nó đẹp. Trong đây là một cái khu mà người ta chỉ, nói chung là người ta đang trong quá trình xây dựng. Dạ. Rất là nhiều những cái thánh tích như thế này. Dạ. Sư, người ta đi xuống đó được thì mình đi xuống đó luôn hả sư? Dạ. Đây, quan sát cho mọi người xem nha. Đây, ngồi xem ha, đây là những cái công trình tại nơi đây. Những công trình này là công trình gỗ cổ hết nha. Dạ. Cái này cái ngã xuống nè sư, nó ngã xuống nó bể gạch luôn nè. Và họ không có họ giữ lại luôn. Dạ. Đây nè. Nguyên công trình dưới đây. Ở đây là một cái cây to phía trước mặt, hồi nãy mình có đi ngang rồi đó, nhìn rất là đẹp. Và đây là nguyên toàn thể cái trong đây là nhìn thấy rõ ràng nhất của cái thành. Cái tỷ lá vệ ha sư ha. Con cho mọi người xem ha. Mọi người thấy không? Nguyên thành này luôn. Hồi nãy con đi nghe mà nói là nhất định con ghé chỗ này, thì chỗ này nhìn thấy nó rộng nhất, nó to nhất. Thì ngày xưa nghĩ sâu ở dưới đó là đây là rất là cao, bây giờ nó sụp xuống rồi. Nhìn thấy rõ ràng cái thành cao lên không? Đó, đường đi vô nè. Nó lên đây. Bọn Vi đang đi xuống nè. Ở đây là ngày xưa là không phải là đường đi đâu, đi sẽ đường khác. Cái tường lớn cao lên đó, cái tường thành đó. Cái tường thành đó. Thì sâu ở dưới đây nè, sâu ở dưới đây nè, có thể là ta sống ở ta ở dưới đây. Đó, đây là cái tường thành. Đúng rồi, trên đây là cái nóc á. Nghe thấy không? Người xem ha, một buổi chiều. Giờ này vẫn có người đi viếng, giờ này khoảng 3 giờ chiều rồi.
mà bầu trời thì giống như là đang sắp mưa vậy đó. Đây, đó toàn cảnh nè, rất đẹp. Đó. Bây giờ thì cũng gần 4 giờ, Quang sẽ đến một địa điểm tiếp theo và chắc chắn nơi đây cũng có rất là nhiều cái câu chuyện hay, những cái thước phim giá trị và mang những tầng ý nghĩa riêng của nó. Từng nơi, từng thắng tích, dù nhỏ hay lớn đều gắn liền với bước chân của Đức Thích Ca Mâu Ni, của Đức Thế Tôn. Và mong mong cái hành trình này dù như thế nào đi chăng nữa vẫn là một cái sự cố gắng hết sức của những anh em trong đoàn, của những người đang cố gắng tái hiện cũng như là chia sẻ là những cái thước phim, chia sẻ được những điều chân thật nhất dành cho cả nhà. Mong là nhà hoan hỷ bỏ qua những sai sót của Quang hoặc là sư nếu có những gì mà không có trọn vẹn. Bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình của ngày hôm nay và đi theo Quang nhé. Quang xin chia sẻ là trong cái thời gian sắp tới á, thì Quang ra rất là nhiều cái chủ đề về chữa lành những cái tổn thương, hay là tâm sự dạng podcast như thế này, hay là nói về cái cuộc đời và cái cuộc sống của Quang nè. Và có những cái khám phá bí ẩn được đầu tư rất là công phu, tỉ mỉ và đầy những cái giá trị về nhân văn. Các bạn có thể ủng hộ Quang bằng cách donate cho Quang để Quang có thêm chi phí mà phát triển và đi xa hơn trên cái hành trình đầy những gian truân và thử thách. Có rất là nhiều cách để các bạn donate cho Quang. Thì cách thứ nhất, khi mà chúng ta xem video, phía dưới mỗi video đều có từ cảm ơn. Khi mà chúng ta click vào cái từ cảm ơn đó thì chúng ta có rất là nhiều cái mức giá. Thì các bạn có thể lựa chọn mức giá mà bạn yêu thích gửi đến Quang. Và iPhone hay là các điện thoại khác đều có chức năng này. Và chúng ta chỉ cần nhắn mua và gửi là xong. Cách thứ hai á, thì chúng ta có thể là tham gia hội viên của kênh. Thì Quang cũng đã có bài hướng dẫn rồi. Và cách thứ ba, sau cái video này chúng ta có một cái thông tin về tài khoản ngân hàng của Quang nè, hay là ZaloPay, MomoPay và PayPal. Thì các cách trên đều có thể gửi một phần chi phí để Quang có cơ hội mà đi xa. Và Quang xin biết ơn và cảm ơn các thiện đại chi thức và các đại Bồ Tát trên mọi miền và cũng như là quốc tế.